Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mio 110 phục dựng cực kỳ đẹp mắt với một phong cách smile. Dù đã bị khai tử rất lâu nhưng hiện nay vẫn còn có rất nhiều người đam mê các dòng sedan nhỏ 110cc sang cơ của hãng Yamaha. Đình đám nhất phải kể đến cái tên là Mio 110, một dòng xe từng làm mưa làm gió khắp cái đường phố Sài Gòn, nay đã sống lại qua một bài cờ tính từ là Phong. Phục dựng lại một cái dòng xe, các bạn phải có một niềm đam mê rất nhiệt huyết. Những phụ tùng hiện nay tuy không nhiều và khó tìm, nhưng món nào là rất là mắc. Để có được full như chiếc xe hôm nay, thì số tiền phải chia ra cho những phụ tùng, nó còn nhiều hơn là mua nguyên cái chiếc xác xe nữa. Cái chiếc đồng hồ đây là phiên bản Mio 5WB Limited, hàng chính hãng. Nó có cái phần nền bên trong đen vàng, nó bật, nó khác biệt với cái phần đồng hồ nền trắng đen thường chúng ta thấy trên cái dòng Mio 110. Nguyên cái bộ chèn áo tem nó được phối lại cái gam màu xanh lá pha tí xíu trắng vàng, đã đem lại một cái chút gì đó là thể thao khác lạ cho con xe. Bộ áo này được order trực tiếp từ nước ngoài về nên giá bán thì không hề rẻ tí nào, ước tính đâu đó là khoảng gần 5 triệu. Phiên bản Smile của dòng Mio 110 nó khác với phiên bản mà chúng ta đừng thấy ở chỗ là chó đèn trước đã được làm to hơn, bề thế hơn. Phần mặt nạ ở dưới cái chó xi-an tách biệt hoàn toàn, nằm ở phía bên ngoài dính liền chính là hai cái bóng đèn pha phá xương mà khi chúng ta mở lên giật cái băng đêm tạo ra một cái mặt cười cực kỳ đẹp mắt. Cái phần nhựa nhám phía sau sẽ có thêm một cái khe nhỏ để đồ, đó chính là những cái điểm tựa để làm nên cái sự giá trị của chiếc áo Mio Smile dành cho những cái fan Tayga 110cc muốn độc lạ. Cái dàn chân ở đó cũng được biến tấu lại rất nhiều chi tiết như hạ xuống phần bánh căm, tận dụng cái niềng vàng làm chủ đạo. Phía sau là phục Racerboy độ lò xo tím. Còn vòng cabo được làm cho đầy titan nằm lộ ra phía bên ngoài, ngay cái cạnh quạt gió tản nhiệt cũng rất là ngầu. Exeter 110 dọn kiển cực đẹp, khoe dáng trong một cây xăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái chiếc Exeter 110 độ đúng phong cách của Malay, hài hòa cùng chiếc cặp mâm bà đào cũng đang rất hot. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Cái đèn halogen cũ được nâng cấp thành cái đèn LED 3 tầng vừa với cái dòng Exeter đời 2009, nhưng người chủ chỉ gắn cái phần đầu, giữ nguyên cái cụm công tắc dây đồng, không cần phải nâng cấp cái cụm, rất là tiết kiệm và còn có thêm cái sự sắc sảo cho con xe. Heo dầu chúng ta đang thấy là phần heo dầu xin, nhưng đã phay logo rainbow để đánh lừa người xem, để thắng xa Z bông mai kết hợp với mầm ba đào làm cho dàn chân lạ hơn, lâu cuốn hơn. Phía trước được hạ thêm một vài phân để tránh cái tình trạng bóc đầu gây hiểm cho người chủ. Cái lốc máy hai bên thay mới bằng cái lốc FZ độ thẩm mỹ rất cao. Cổ bô xin đã được thay bằng cục inox chống lại hiện tượng reset theo năm tháng. Bộ tem sắc sảo kết hợp phần yên của Kinrass để tạo một cái vài thanh thoát gọn gàng hơn con xe. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.